Tối om này cũng hơi sợ đấy. À, đây lại thông xuống bên dưới. Đấy. Lại một khoảng nữa, rất là rộng. Trời, khoảng này còn rộng hơn. Khoảng này còn rộng hơn cả ngoài kia. Thế thôi, đi xa quá thì không biết đường về đấy. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay tôi đang ở một địa điểm rất là đặc biệt đây. Đây là xóm Bản Đa, xã Đình Minh cũ, và ngày nay là thuộc thị trấn Trùng Khánh. Và phía trước chúng ta là cánh đồng lúa đang chuẩn bị chín đây, rất là đẹp. Địa điểm này cách thị trấn Trùng Khánh 1 km và cách thành phố Cao Bằng 61 km. Nơi đây cách đây 83 năm đã thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Trùng Khánh. Và ngay ngày mai thôi thì ở đây sẽ có những cái hoạt động của huyện nhà. Thế thì là một người con của quê hương thì cái ngày như đặc biệt như vậy thì tôi cũng muốn gửi đến quý anh chị em gần xa những hình ảnh rất đẹp của quê hương, cũng như là cùng các bạn yêu thích lịch sử sẽ cùng nhau ôn lại một số những thông tin và sẽ cùng nhau đến tham quan một địa điểm công nhận là di tích lịch sử. Đường vào ở đây thì trong cánh đồng lúa đang rất là thơm mùi lúa này, mùi lúa non rất thơm này. Xa xa thì bà con đang gặt những cái bông lúa đầu tiên của mùa này. Phía trước chúng ta là một ngọn núi rất là đẹp, có rất là nhiều hoa rừng, hoa tự nhiên. Đấy, phía đằng xa kia chính là cái địa điểm mà chúng ta sẽ đến để khám phá hôm nay. Điểm chúng ta đến là hang Ngược Mạ thuộc xóm Bản Đà, ngày nay là thị trấn Trùng Khánh. Đây là nơi mà đã thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Trùng Khánh. Vào năm 1932 thì chi bộ đảng Cốc Cóc ở xã Chí Thảo, Quảng Uyên đã được thành lập, và chi bộ này được giao nhiệm vụ là sẽ phát triển phong trào cách mạng đến các huyện miền Đông như là Trùng Khánh, Hòa An, Trùng Khánh, Hạ Lan và Phú Hòa, như cái thổ công, người dân địa phương thờ thổ công. Đây là
công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Trùng Khánh. Năm 2019 là tròn 80 năm. Thì là đã được đầu tư để chỉnh trang. Thế thì như lúc nãy con nói là chi bộ Cốc Cóc ở xã Chí Thảo, Quảng Uyên ấy là thành lập năm 1932, thì được tỉnh ủy giao nhiệm vụ là phát triển đảng ở các huyện miền Đông, phát triển phong trào các huyện miền Đông bao gồm có Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa. Chi bộ Cốc Cóc đã cử đảng viên và một số thanh niên để đến Trùng Khánh tuyên truyền phong trào cách mạng, và ở đây thì nhiều thanh niên đã tìm ra chi bộ Cốc Cóc để mà bắt liên lạc với tổ chức. Và đến năm 1936 thì đồng chí Bùi Văn Giao là cán bộ của tỉnh ủy đã giác ngộ cách mạng cho ông Nguyễn Văn Mân. Ông Nguyễn Văn Mân này là đi học nghề may ở nhà của ông Bùi Văn Giao. Thế thì ông Bùi Văn Giao đã giác ngộ cách mạng cho ông Nguyễn Văn Mân. Và sau này khi mà ông Nguyễn Văn Mân về Trùng Khánh thì ông lại tiếp tục vừa làm nghề may mà cũng vừa gọi là hoạt động cách mạng. Lên chỗ này cũng khá là mệt đấy, nhưng mà rất là mát mẻ các bạn ạ. Giờ chúng ta đi lên trên nữa nhé. Và ở trong cái giai đoạn mà khi mà ông Nguyễn Văn Mân về Trùng Khánh hành nghề may và hoạt động cách mạng ấy, thì trong các năm 1937 và 1938, và hồi đó thì thực dân Pháp đã huy động người dân ở khu vực xung quanh các huyện đến để làm đường từ thị trấn Trùng Khánh đi vào cửa khẩu Pò Pèo. Cũng khá là giờ quãng đường cũng khá là dài đấy, từ Trùng Khánh vào đến Pò Pèo và hơn 20 km. Thế thì các đồng chí hoạt động cách mạng tiền bối này đã cùng với nhân dân đấu tranh để giảm cái thời gian đi phu. Thực dân Pháp yêu cầu là mỗi người là phải đi phu 20 ngày. Thế thì đấu tranh là xuống còn 15 ngày để mà giảm cái sự vất vả của người dân. Ở đây chúng ta đến cái điểm cửa hang. Một cái vị trí rất là cao, thoáng. Từ trên này có thể nhìn xuống cánh đồng ở bên dưới và có những ngôi làng bản xung quanh. Thì chúng ta cùng nhau xem tấm bia nhé. Những cái hạng mục công trình này cũng vừa được xây dựng từ cái năm 2019. Hang Ngầm Mạ, nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên huyện Trùng Khánh ngày 16 tháng 9 năm 1939. Di tích được công nhận
xếp hạng cấp tỉnh. Đây là bên trong hang này. Một cái mái vòm khá là cao. Chúng ta quan sát một lượt nhé. Ở dưới này là có một cái lối đi xuống. Ở trên này lại có một lối đi lên. Ở đây thấy có vết đi lại. Thử bước lên xem nó có cái gì. Khá là treo leo được. Ôi chỗ này rộng lắm. Rất rộng. Chân phẳng lì đây. Đoạn này muốn đi xuống cũng rất là khó. Tối om này cũng hơi sợ đấy. Đây lại thông xuống bên dưới. Đấy. Hóa ra là đường này đi lên trên xong rồi cũng lại quay xuống lại thông với đường dưới này thôi. Người dân ở xung quanh nói rằng là cái hang này là nó thông thông qua bên kia núi cơ, nhưng mà tôi cũng chưa được đi bao giờ. Dưới này khá là rộng mà cũng nhiều người qua lại đấy. Vết đi lại rất là nhẵn này. Đây là các thạch nhũ này. Ôi, rộng lắm. Rất nhiều ngóc ngách.
Đây là cái thạch nhũ mà từ trên nó rơi xuống, có những hạt silicate này. Ui, dưới này cũng còn rất rộng. Tiếp tục đi xuống đây xem sao. Thấy cũng tò mò đấy. Thạch nhũ này đẹp chưa này? Rất là rộng. Trời, khoảng này còn rộng hơn. Khoảng này còn rộng hơn cả ngoài kia. Khả năng là đi thế thôi. Đi xa quá thì không biết đường về đấy. Đây, các thanh niên vào là kẻ vẽ khắc các kiểu đây. Không biết lúc nãy có phải vào đường này không nhỉ? Đấy, cái đường bên dưới đây. Đây, một cái vị trí rất cao đây, nhìn cả cánh đồng Bản Đà đây. Thế thì căn cứ vào cái tình hình cách mạng và cái phong trào yêu nước lúc bấy giờ tại Trùng Khánh, thì được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, trực tiếp là đồng chí Bùi Văn Giao, thì đồng chí Nguyễn Thanh Cao đã kết nạp thêm một số đảng viên và thành lập chi bộ đảng đầu tiên ở huyện Trùng Khánh vào ngày 16 tháng 9 năm 1939 tại địa điểm này, tại hang này. Thế thì khi thành lập thì có 4 đồng chí thôi, trong chi bộ có 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Mân, bí danh là Chí Viễn, thì đã được phân công là bí thư. Còn đồng chí Nguyễn Thanh Cao là người là gọi là ủy viên và trực tiếp liên hệ với cấp trên. Đồng chí thứ ba là đồng chí Hoàng Thị Đáo. Đồng chí thứ tư là đồng chí Nông Quốc Nghĩa. Là chi bộ là có 4 đồng chí như vậy.
Đây là một cái địa điểm mà nó có ý nghĩa lịch sử rất là quan trọng với Trùng Khánh cũng như là với Cao Bằng nói chung, bởi vì đây là điểm đánh dấu đầu tiên mà Đảng hình thành tại khu vực Trùng Khánh. Sau khi mà chi bộ được chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập thì phong trào cách mạng có những cái bước phát triển mới. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đầu tiên thì nhân dân ta ở khu vực Trùng Khánh nói riêng đã đấu tranh dưới sự dưới cái ngọn cờ, dưới cái ánh sáng của Đảng. Và với cái video này thì tôi cũng mong muốn rằng là sẽ gửi đến quý anh chị gần xa, các bạn, các em hình ảnh về khu di tích Hang Gươm Mạ, một cái di tích rất có ý nghĩa lịch sử rất là quan trọng. Và các bạn, các em xem video thấy bổ ích, thấy hay thì hãy chia sẻ cho nhiều bạn, nhiều người cùng biết để biết thêm về một di tích tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Đây, một cái vùng đất rất là yên bình, rất đẹp. Tôi xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào video sau. Video hết mất rồi, các bạn bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh nhé.